Hello các bác, đã quay trở lại kênh YouTube của Thúy Xóm. Hôm nay mình sẽ làm video trong series chia sẻ bí quyết chăn nuôi thành công. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là cám tốt. Wow. Để khẳng định được cái cám của công ty nào tốt hay là cái cám tốt thì mình sẽ chia ra làm 3 vấn đề. Một là giá tốt, hai là chất lượng tốt, và thứ ba là về dịch vụ tốt. Theo anh cái nào là quan trọng nhất? Quan trọng nhất bây giờ đấy là chất lượng tốt. Cốt lõi đúng không? Cốt lõi là vấn đề vượt đi và cốt lõi này, chất lượng. Còn những cái kia thì xem xét sau. Hôm nay mình sẽ chọn quay một cái trại rất là lớn. Đó là trại nuôi khoảng tầm gần 1 vạn vịt và gần 1 vạn gà. Trại có hồ vịt đẹp mọi người ạ. Đây, vịt đẹp không? Rồi, ok các bác. Thì về chủ đề cám tốt này nó sẽ ngó rất là rộng. Để đánh giá được một cái cám tốt thì mình phải dựa trên nhiều tiêu chí. Rồi, thứ nhất đó là giá tốt. Đấy. Thứ hai là chất lượng cám tốt. Và thứ ba là dịch vụ tốt. Ở đây thì mình sẽ chia sẻ về chất lượng cám thôi. Còn những cái dịch vụ rồi thì giá tiền thì mình sẽ chia sẻ sau. Rồi, chất lượng cám tốt thì sẽ như thế nào? Ok các bác, đây, vịt đẹp không? Quá đẹp luôn, 50 ngày. Đó, mình sẽ cân thử xem bao nhiêu cân. Kiểu nặng con kia phải tầm 4 cân. Vịt đẹp không các bác? Đẹp thứ nhất là đây nó có cái hồ ấy. Hồ. Rồi, và thứ hai là cám tốt. Rồi ok, thì cái trại này nó quy mô cũng rộng, mình sẽ đi từ từ cho các bác xem nhé. Đây là khu úm này. Tóm lại lúc nào cũng có ngan úm, vịt úm, lúc nào cũng có ngan xuất. Đây, vịt xuất, đây, đàn này chuẩn bị xuất. Thì đây đã vào một đàn mới rồi, chả biết quy mô bao nhiêu. Nhưng họ trại này chăn nuôi lớn thường xuyên đấy. Đàn ngan này. Đấy, cũng sắp được xuất rồi. Đẹp hết đây, lông đầy đủ hết nhỉ. Đây là đàn vừa bắt các bác này, 2 ngày tuổi, hôm nay mình cho tiêm rụt mỏ và viêm gan. Vịt để tiêm rụt mỏ hết. Đây mình túm xem đẹp không? Ui đẹp phết nhỉ. Đều đấy. Đều. 2 ngày tuổi to phết. Thì cái rụt mỏ hoàn toàn có thể pha lẫn viêm gan, các bác tiêm thoải mái. Đây, đều không? Đều phết. Nhìn đều mà, to mà, đàn này đẹp đấy. Thì trại của mình bây giờ tổng quy mô là bao nhiêu anh? Bao nhiêu con gà anh? 1 vạn gà. À, 1 vạn gà. Chia là mấy lứa Vào gần như là gối nhau luôn chứ 15 ngày rồi nữa. Đúng rồi, em thấy tất cả luôn như thế mà. Chứ còn vào một lúc 1 vạn thì kinh không? Đúng rồi. Thì... đây là kho cám. À, anh làm cả ấy à? Thế mình là cả cũng con giống đúng không? Cũng có con giống nhiều. À, giống. Nghĩa là công ty có cả giống cả cám đúng không? À. À, đàn này là đàn mấy đàn mấy gì đấy? Đàn này 2.500. 2.500 à? Được bao nhiêu ngày rồi? Đây là giống giống gì anh nhỉ? Đây này lai chọi. À, lai chọi. 3.4. À, cũng của công ty mình đúng không? Của công ty mình. À, bao nhiêu ngày rồi anh? Con này 50 ngày đấy. Ừ, được anh nhỉ? Nhìn cái dáng con gà đi, nhìn cái dáng là biết. Nhìn sau là nhìn như này thôi, nhưng mà nó trưởng thành nó rất cao. À. Có rất mông lên rồi. Thì cơ bản con lai chọi này đến khoảng 90 ngày là cân. Đã cân lắm bọn này. Nên này là nuôi mật độ đông này, mật độ này là phải nói là thức ăn của nó cũng tốt. Em đi em hay để ý nhá, cũng nhiều người ta chia sẻ lại cái cám con vịt thì khó phát hiện hơn, nhưng mà cám con gà cám mà là cám tốt thì nó sẽ ăn hết, nó sẽ không bới ra ngoài.
Đây là máng chống bới, máng thường này. Cái cám bình thường, cám nó không được tốt thì con gà nó cứ bới này, nó bới nó cứ nó vẩy ra ngoài kia, nó nhạt này. Nó nhạt cho cái hòn hạt ngon, hạt không ngon không thơm rồi nó bỏ. Nó vẩy nó tìm. Đấy. Thì đấy là một cái kinh nghiệm cũng mấy người chia sẻ lại. Cám nó tốt thì nó sẽ ăn đâu hết đấy. Đấy. Mà cái mình ngửi cái mùi, cái màu nó hấp dẫn. Đấy là cám tốt. Rồi. Đây là cám tốt này. Cám tốt là con gà nó ăn no xong thì nó không thèm cắp bỏ ra ngoài luôn. Bình thường cám để ổ cám mùi không ngon hấp dẫn. Hoặc là chất lượng không kém thì nó vẩy nó cắp bới nó tung tóe ra ngoài hết. Tung tóe ra ngoài. Như cái kiểu cám rơi vãi hết rồi. Cám rơi vãi hết nhiều, không có ăn đâu, toàn nó bới chứ. Cám tốt thì đầy trà nó cũng chả thèm bới. Nguyên. Đấy. Bác lưu ý vấn đề này. Đây là gà 45 ngày này, rất là đẹp. Đấy, 45 ngày đấy. Này sang ngang tầm 1 cân. Tầm 1 cân 1.2. Sang ngang tầm 1.2. 37 ngày sang ngang. Tôi đã cân 3 con liền. Là yeah. Một con cân 3, một con cân 2, những con như con này là phải có con gì gần cân nữa rồi. Yeah. To đấy, thì có 2 con này to. Hai con này phải tầm cân tư. Cứ đều đều nhau tất như thế. Yeah. Không nhìn mấy cái gì có lại con kia còn to hơn con nào kìa. Ở đây này, chi vẫn thế này. Cám nó cũng dãi ra này. Con cám là liên quan đến chất lượng một phần nữa. Cứ chọn đúng khẩu phần nó mà nó dãi ra như thế này là cám nó cũng tóm lại nó không hấp dẫn chim. Thế cái giống chim với gà nó hay nhặt cám đấy. Nó mổ viên nào ngon ăn, viên nào không ngon nó bỏ. Đấy. Thì cũng nếu mà nó mình chọn đúng khẩu phần nó mà nó dãi ra này thì mình xem xét lại cám nhé. Chim câu cũng thế. Chim gà như nhau hết mà. Còn đi mà thấy nó bới tung tóe ra thì phải xem xét lại. Còn cái ông cứ nói hay cho vào nó còn mất một lửa rồi thì còn đâu nữa. Đấy, cái này là gà đang phân hơi sống rồi. Phân sống này thì mình cho men tiêu hóa. Đây nó lắng nó uống nhiều nước. À đúng rồi. Nó uống nhiều nước. Tiếp theo đây cái vấn đề là cám bây giờ có hai loại kể cả thuốc thú y thế. Sẽ có một là đi gia công và hai là có nhà máy. Thì của anh là đi gia công thì có nhà máy. Không, cái này của anh là nhà máy, 100% của nước ngoài nhà máy hiện tại bây giờ đang là sản xuất tại nhà máy ở Hà Lan. Bây giờ tập đoàn đang mua tiếp một nhà máy đang thương lượng với công ty mà kho cám à. Công ty của chỗ anh Đức Hạnh này. À BMG. Bon đấy. Bon bon đâu nhà máy ở Phú Yên. Nhà máy anh ấy mới xây xong phùng rất nhiều to. Dạ. Công ty đây đang cám vịt đúng không? Đây là giai đoạn gần sau đúng không? Hai đấy. Em thấy cám vịt thì người ta đóng thường có cả quy cách 40 cân mà. À, 40 cân thường thường là có vịt hầu bị. À thế à? Vịt hầu bị thì là 40 cân. Đấy. Cái vịt thịt thì hầu như không có công ty là 40 cân. Thì cái thường thường đấy, cái công ty nào mà có nhà máy sản xuất ra thì cái chất lượng sẽ ổn định hơn. Đúng, chính xác rồi. Thứ nhất là chất lượng, thứ hai là cái nguồn da này nó cũng đảm bảo nó, đấy, nó, tại vì nó đầy đủ hơn. Đây là một công ty ASEAN Vinmilk là một trong những công ty con của một cái tập đoàn rất lớn về buôn bán nguyên liệu đấy, ở toàn bộ châu Á. Đúng rồi. Thì cái chất lượng nó sẽ ổn định và cái đầu ra nó sẽ ổn định hơn. Bán giả sử như nguyên liệu của nó còn đi bán cho các công ty khác. Đúng rồi. Nhiều công ty em thấy đi làm công ty cá mà chả đủ cung cấp cho người dân. Thì cứ gom chỗ lọ, gom chỗ kia. Công ty nhỏ nhỏ thì mua lại của những công ty lớn là đã tranh lệch giá rồi. Đấy đúng rồi. Ông đến những cái công ty mà đi gia công lại của những cái công ty con đấy. Đặc biệt công ty của mình không gia công cho một đơn vị nào cả. À, tập sản xuất của mình thôi. Thế là tốt. Nhưng mà có những nhà máy ở Việt Nam mình thì là đi gia công cho bốn anh em là gia công. Đúng rồi. Nó dẫn đến là nó lộn xộn, lộn xộn, chất lượng nó không được ổn đúng không? Đúng. Em mở được một nhà máy đã hàng 20 mã hàng, là ít. Đúng rồi. Mà lại gia công cho các khác nữa, đâm ra cái người trực tiếp sản xuất đấy liệu là có đảm bảo là không gặp theo vấn đề gì không? Theo nghĩ là không kiểm soát được. Đấy, kiểm soát sao được? Mình làm một cái thế mạnh của mình thôi. Mấy hai nữa là gia công em bán thuốc em biết đấy. Gia công đôi khi cái mặt hàng gì hết đấy không kéo bố lại đổ vẽ khác sang mua bán. Đấy. Vì lợi nhuận không? Đúng rồi. Đấy, nhưng anh em mình làm thế là chết. Đúng anh rồi. Em mình đi bán hàng mà bán những cho những công ty đấy là anh em mình chết. Đấy, như bọn em làm rất để ý nhá, cái cám mấy cái thuốc thế nó sẽ có hai phần, một phần là phân phối bởi công ty gì, đấy, một phần lại như là sản xuất tại công ty nào. Cái phần sản xuất tại công ty nào quan trọng đấy, mình xem cái gốc của nó ở đâu đấy, nắm cái gốc của nó. Đúng rồi, thì mình các bác chọn cám thì chọn công ty nào nó có nhà máy cụ thể.
cái thương hiệu đơn giản, tôi thích đặt công ty, tôi thích đặt là cái gì tôi đặt cái đấy, nhưng mà cơ bản cái chất lượng mình không kiểm soát được. Như cái đợt mà có ba cái ông ở dưới Hà Nội ra lập doanh nghiệp với 144 triệu đô lớn nhất đấy, đúng vậy, thích thằng ý là hào chẳng được, đúng rồi. Đợt này là bao nhiêu ngày rồi? Đợt này bao nhiêu 18 này. Đây không phải tá lại đâu, thế lông không phải. Con này con lượng vậy, không phải. Con này là cần thiết. Con này nếu mà cái tầm 40 ngày mà nhìn như là nhìn đấy, mà mọi người nhìn đấy là không thích nhá, không ưng ấy về màu mã. Nhưng bắt đầu từ 45 ngày trở ra bắt đầu nó lên màu. Đúng rồi, cái tầm này nhìn đúng không thích thật, nhìn như con lượng phượng tảo, nhìn cái màu này là cũng nhưng mà nhìn từ 45 ngày trở ra ấy, cho đến khi xuất bán này nhìn nó đẹp lắm. Nó vàng rơm ấy, vàng khẽ. Bên này cũng có một giống này đúng không? Có rồi. Tí để em để số điện thoại bên này thì có cung cấp cả giống gà đúng vịt, à, còn bên bắc gà vịt toàn bắc. Vâng, ok. Hôm nay gửi đi Sơn La rồi, hôm nay có chuyến hàng Sơn La. Đúng rồi, thì cũng cơ bản cũng uy tín. Đúng, người ta tìm đến luôn. Vừa rồi em đi làm cũng rất là nhiều nơi phản ánh miền Nam, miền Bắc, miền Trung phản ánh ra là cái con vịt anh ạ, mọc lông chậm quá. Đấy, anh thấy cảm thấy thế không? Và đây. Ngày trước có khoảng tầm 20 hay 5 ngày là nó ra lông nhú nhú một cái rồi. Bây giờ 30 ngày có loại là cũng chưa mọc cái gì. Theo anh nghĩ là nó có một phần do cám không? Anh nghĩ là nó cám một phần nhỏ thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là cái giống. Cái giống và cái môi trường nữa. Đàn này được bao nhiêu ngày rồi? Đây là này của anh là 42 ngày rồi. 42 ngày. Ô thì sắp bán rồi. 2 ngày 3 ngày nữa anh bán rồi. 45 ngày là anh sắp bán rồi. Đúng rồi. Cái con vịt nhá thì quan trọng là cái bộ lông. Đúng rồi. Đúng, anh bán này nó vào là cứ chê nó 60 ngày có đàn không có lông nó vẫn chê lông lo. Không có cánh là nó không bắt. Đàn này lông em vừa đi qua một vòng bây giờ thấy lông rất là đẹp. Ngày chỉ còn khoảng 3 5 ngày, ngày nữa anh bán. 3 ngày nữa anh bán. Đáng tí mình sẽ vào thử xem. Mình xem lông là biết chất lượng cám ngay mà. Chứ còn có những đàn đúng là 45 ngày chưa có lông thật. Nó chậm phát triển lông. Em nghĩ là nó không cái công thức của nó không chuẩn, không hoàn hảo. Không hoàn hảo. Nó thiếu một cái thành phần gì đấy. Đấy, rất là đẹp, nhìn lông đẹp. Ôm hết rồi. Này chỉ 3 năm người ta là bán thôi. Lông, mình cứ tú một con là các bác xem lông. Ui, chạy nhanh lắm. Ủa, cái này ăn mới ngon này. Đấy. Mà nhà anh được cái lợi thế là cái khu đất này đẹp nha. Đúng là lý tưởng ấy. Và đồ này hơi khó. Đấy, đấy, đúng rồi. Chú mấy con. Thấy có cần đấy không? Đấy. Cái con vịt thì người ta quan lơ quan tâm cái bộ lông hơn. Đây, lông cánh nó vẫn chưa được gọi là dài lắm nhưng mà chỉ thêm 3-5 ngày nữa là phát triển nhanh lắm. Con này là thử cơ thể này. Con này phải trên 3 cân. Còn 3 cân 2, 3 cân 3. Thế là được rồi. Nhưng em thấy người ta bảo cái nuôi vịt đồi, vịt này nó nhẹ cân hơn là vịt bình thường quá. Ở sàn, ở đất đấy. Không, nói như của mình là đàn trước của mình vừa bán xong. Đàn trước, đúng rồi, cái đàn vừa đổi đây đúng không? Trung bình tân xô cũng được 3 cân rưỡi. 3 cân rưỡi, bao nhiêu ngày bán đấy? Cũng 45, 6 ngày anh bán rồi. Thế giống là cũng giống đấy đúng không? Giống cũng trước bắt đúng không? Đấy. Rồi, ok. Đấy, cơ bản là... Thế là lãi nhiều không anh? Đàn vừa rồi ấy? Được 20 nghìn. 20 nghìn à? Thế là đàn đấy là 2.000 mấy nhỉ? Đàn đấy 21. Thế là được hơn 40 triệu. Trừ trả chi phí công nhân là cũng được. Đấy, trừ rồi đó. Trừ chi phí hết rồi đúng không? Lãi dòng ấy. Tốt quá. Viện trừ hết rồi. Rồi. Trại mình rất là lớn. Trại quá đẹp, lý tưởng. Chỗ này mà giả sử anh mà làm cái hồ câu cũng khi cũng đắt khách ấy đúng không? Sau này chăn nuôi mà phát triển mà là tích cóp được là lại chuyển đổi mô hình. Lại chuyển đổi sang nuôi vịt rời. Nuôi mấy cô gái vào phố mình đẹp. Đấy, em là thích thế đó. Anh em mình có khi có hướng bảo em cổ phần đấy nhá. Đúng. Đấy. Đàn này bắt đầu ra lông rồi. Bắt đầu ra lông vai rồi. Quá tuyệt vời rồi. Quy mô rất là lớn. Đây là chở cá cái đâu đây anh? Đấy, chở Đây hồ đây đéo các bác, đây là một đàn vừa xuống khỏi sàn
đàn này thì chắc được khoảng chưa đến 20 ngày. Trại trên này là khu chăn nuôi gà. Lát mình sẽ quay. Đây là kho cám này. Úi rồi, chỗ này phải cần mấy cái kho mới đủ được cái trại này. Đây là gà này. Đây là vịt này. Các bác thấy phơi không? Nếu mà có cái hồ này thì các bác nuôi bao nhiêu? Đây. Thôi cứ làm vạn gà vạn vịt thôi. Đây là một đàn nữa này. Ấy, bên kia vịt to kia cũng quang quạc này. Trại rất nhiều cây, rất mát. Trại này là phong thủy đấy. Bên kia là dãy núi Tam Đảo kìa. Đây là hồ này. Hồ này là hồ điều hòa nhá, có nước ra vào thường xuyên. Hồ tù cũng căng lắm ấy. Rồi, ok. Đây, đàn vịt. Không biết đàn gà này thả đi đâu nhỉ? Chắc là thả từ đây xuống đúng không? Không mà thả lẫn với vịt là gà toang đấy. Đây là đàn gà này, chắc là phải tầm 3.000, 2 đến 3.000. Đây, vịt đây các bác. Lông đẹp rồi. Đây, vịt đây. Rồi ok. Lát mình sẽ hỏi cái đàn này là bao nhiêu ngày, nhà chủ là bao nhiêu ngày. Thì muốn nhận biết được cám tốt hay không ấy, thì chứ con gà này hơi khó. Con vịt cực kỳ dễ phát hiện luôn. Vừa rồi chắc nguyên liệu nó có vấn đề. Đấy, thì các bác đưa vịt biết ngay. Ngày trước cứ khoảng tầm 20 ngày là bắt, ngoài 20 ngày, 20-23 ngày là con vịt bắt đầu mọc lông vai lông cánh. Nhưng bây giờ 30 ngày chả thấy đâu. Nên là đấy mình cũng nghĩ là do chất lượng cám đấy. Đàn này chắc là hơn 40 ngày rồi. Lông cánh, lông vai là cũng tương đối đấy, tương đối đấy, nhưng mà chưa bán được. Đây, những con này dài này nhỉ. Đây, con này dài này. Kiệng dài kìa. Nhưng mà đa phần thế này là sắp bán được rồi. Đàn này chắc ngoài 40 ngày, chưa 50 ngày. Đấy, các bác thấy phơi không? Hồ cực đẹp này. Và mình thấy cái này cho ăn tốt thôi, nhưng mà không được bền lắm này. Siêu vẽ này. Đồ ăn cả ngày luôn. Thế cái này cho ăn đẹp, thấy đẹp thôi nhưng mà cũng không được bền nhỉ. Hôm nay định review cái này. Úi giời, giời nhỉ. Đây. Đấy. Thì cái cám vịt tốt thì cái lông của con vịt sẽ rất là đẹp. Còn cám vịt có chất lượng không tốt thì thứ nhất là lông không đẹp. Và thứ hai là cân nặng không đạt. Cái này mình nghĩ là trên 3 cân hết rồi. Đây. Đều phết rồi. Thọ thật. Đây mình nuôi 1 phần 2 hồ thôi. Phần bên kia chưa nuôi kìa. Nếu mà nuôi hết chắc 2 vạn. Ok quá. Rồi ok, thử bắt một con, thử cân như thế nào. Thử cân 2 con này cho nó khách quan. Úi giời ơi, úi giời ơi. Bắt đây. Ok. Em túm thử một con này lông cánh cũng đẹp phết đây. Đấy, sắp bán được rồi. Này, cân đây. Đâu bỏ rồi. Này nó bị sưng khớp rồi. Vịt neo đồi lắm quá. Leo từ trên hồ xuống đây. Đây là đồi các bạn. Lợi thế cái trại này là mưa cái là tuột hết luôn. Sạch sẽ. Đó, cân cho mày đi. Đó là 3 cân mỡ. 3 cân mỡ. 3 cân mỡ. Cái này mình cũng túm vội đấy. Không chọn đâu. Được rồi, trên 3 cân. Mẹ con này 4 cân nhỉ? Thử túm nào. Túm này. Ok, con kia to nữa kìa. Ui, nhìn nó nhiều con to thế. Thử cân con hơi to nè. Đây, lông cánh đẹp không? Này, chắc chỉ 5-7 ngày nữa là xuất rồi. Đó, mình sẽ hỏi nhà chủ xem là bao nhiêu ngày. Ok. Cân nào. Cái này thấy hơi to to. Lông cánh đẹp đấy. 3 cân 4. À, 3 cân 4. Ok, túm luôn rồi. Thôi thế thôi. Nó to rồi, sang ngang, sang ngang trên 3 cân. Hả? Túm luôn mày khỉ. Lông đẹp hết rồi. Thịt. Khu vực miền Bắc này thì bác nào có nhu cầu vào giống gia cầm, giống gà, giống vịt, hoặc là có nhu cầu ăn cám
chất lượng tốt thì có thể liên hệ công ty ASEAN Feedmill. Thì mình sẽ để số điện thoại và link ở dưới phần mô tả. Thì cung cấp về con giống và sữa cám thì đạt chất lượng ổn định, chất lượng tốt. Bye. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay, hữu ích, hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ mình ra những video về chăn nuôi và chia sẻ những bí quyết chăn nuôi thành công. Bye.